xứng hấp 3 tầng Steamix Paradise, đường kính 20 cm, thiết kế khít chặt và khép kín, giúp gia tăng áp suất làm cho việc nấu ăn nhanh chóng dễ dàng hơn. Chất liệu chịu nhiệt từ 120 đến 130 độ C giúp an toàn trong quá trình hấp. Có vạch chia mực nước để hấp tối đa 3 cm, giúp cho việc canh chỉnh thời gian rất là dễ dàng. Lỗ thoát hơi trên nắp xửng giúp giảm bớt khí và áp suất. Mặt đáy thiết kế gọn nhấp nhô để tránh thực phẩm bị dính lại. Đường cong bên trong của nắp tẩy cho phép nước tụ lại xung quanh viền nắp, tránh tình trạng nước tụ trên bề mặt thực phẩm. Xửng hấp 3 tầng và xửng hấp 2 tầng có kích thước gần giống nhau, có thể lấp lẫn. Giống nhau hoàn toàn có thể lấp lẫn nếu như trong những trường hợp mình cần 5 tầng.